Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Chúng ta đến với cuốn video thứ 5. Trong dịp này tôi về giới thiệu với các bạn, giao lưu với vườn cảnh anh Duy An, xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội. Vâng, tác phẩm đầu tiên là một cây quần thụ Mai Chiếu Thủy. Gọi là quần thụ nhưng nó là một gốc mọc lên nhiều thòn bác ạ. Rồi, cái gốc bị đặc của nó đấy. Đặt trên cái chậu bát tiên rất đẹp của Đồng Nai rồi. Anh đo cái chiều dài chậu này. Chiều dài chậu của nó là 90 bác ạ. Chiều dài 90, bề ngang chắc 60. Vâng, nhưng mà nó là 5 của 80 rồi ạ. Đo chậu thế là người ta hình dung cho cái cây của anh như thế nào rồi? Cây thì chiều cao của 50 rồi ạ. Chiều cao 50, một cây dáng rất lùn. Lùn mực. Nói chung là trong vấn đề nó bị rồi nhưng mà khả năng là hết thước đó ạ. Chả cần đo, tôi nghe tôi bảo anh đo cái chiều dài, chiều rộng chậu là tôi là anh hiểu ý tôi rồi. Nói chung là mặt bên đây là cái chậu, cái tính cái bị rồi nó kín cái mặt này. Thì đo kích thước chậu rồi thì thôi còn gì nữa mà. Có nhiều cây người ta không cần quan tâm đến kích thước cây, người ta hỏi cái chậu là anh biết rồi. Bởi vì những cây này đo này nó ở những cái vị trí rất khó. Nó là quần thụ, nó có thân riêng đâu. Nó cho một cái mòm bác ạ. Rồi rồi, thế này nó hơi khó rồi. Nói chung là luôn lực mắt ạ. Cái này báo giá bao nhiêu anh nhỉ? Cho báo giá 35 triệu ạ. 35 triệu. Vâng. Đấy, quay mặt chút vào cái chậu này nó bị... Đấy. Nó bị dạn một tí góc cái gì? Vâng. Rồi. Nó đã xử lý rồi, chẳng sao đâu. Rồi, 35 triệu. Chúng ta đến với một cây Mai Chiếu Thủy dáng siêu nữa. Đây là cây nu da đen ạ. Nu da đen à? Vâng. Khoanh thân ở vị trí khoảng 40 ạ. Chiều cao 65. Hắn ngang là 90. Cháu báo giá 11 triệu. Cây này 11 triệu. Rồi tiếp nhé. Vâng, tiếp tục đến cây cần thăng. À, cây này lá bắt đầu đã nhỏ tí rồi. Nó già rồi. Bệ sóng đẹp, dáng siêu. Sao có chứa thời gian vào chậu rồi, trong nhiều việc quá. Cây này vào chậu nhìn đẹp, nó nổi bệ lên. Chưa cao cây là 65 ạ. Rồi. Hắn ngàn cây là 80 ạ. Bên hồ đá hoành. Hoành thân ở vị trí 37 ạ. Vâng, 37. Vâng. Cho báo giá là 14 triệu ạ. Cây cần thăng giá 14 triệu. Vâng. Rồi. Bác có thể ra mặt sau đó để quay. Được rồi, anh đứng dậy tôi đi sang. Chúng ta quay sang mặt đối diện.
bệ đều như vậy, bệ đẹp như nhau cả. Và chúng ta cũng đến tiếp một cây mai chiếu thủy nữa. Da đen ạ. Hôm nay nó nghỉ vào sau đó giá 12.500.000. Với chiều cao là 55, ngắn ngang là 80, phanh hơn là 37. Giá 12.500.000. Vâng. Thế thì nó ra rồi kìa. Thành canh nó lực. Được rồi. Vâng, ta đến với cây nguyệt quế này. Cây nguyệt quế này thì nó dễ nhìn, tròn vị đó là đẹp. Chiều cao đó chỉ ra 42, tán ngang nó là 60, cho báo giá là 2.500.000. Hai triệu rưỡi. Wow. Rồi. Tiếp nhá. Cây linh sam ạ. Linh sam 86. Nói chung là thần lũ. Thôi cho báo giá về 800.000. Giá 800 à? Cái này nhìn nó đầu khổ ạ. Mà nó tốt đấy, bác nhìn nó tốt không? Không, cây thì vẫn chất cây vẫn tốt. Mà nhìn cây nó khổ quá, nó khổ. Thôi, mình, khi khách hàng mua giá 800 thì về chỉnh sửa lại thôi, cho nó gọn gàng cây đi. Cái trang đây ạ. Trang đỏ, ôi dồi, cái búi trang đỏ lớn thế nhỉ. Đúng tán nấm. Chiều cao của nó là 90 đó ạ. Chiều cao 90. Sải tán này. Sải tán 1 mét ạ. 1 mét. Đặt trên một cái chậu bát tiên, tương đối đẹp ấy. Cái tổng cái bị lời nó là 90 nhầm ạ. Vâng. Hoành gốc 95. Wow. Của cả cụm luôn là 95. Wow. Được rồi. Tuyệt vời. Nằm ở trong cái chỗ. Bác cười đang nhiều hoa lắm bác. Cái này chắc là Tết thì dự triển lắm thì có như cái nụ này này. Nụ nó xín xít này. Nhiều lắm. Nhiều nụ hết rồi. Các phía có đủ hết. Cái này trước cho báo 8 triệu, mày có giảm xuống 7 triệu ạ. Phiên trước là báo 85 triệu. Wow. Bây giờ ruộng giảm 10 triệu. Wow. Còn 75. Cái này cháu cũng khá là đi khắp nơi không hết ra tới đây rồi. Đẹp mà. Cây quá đẹp. Tiếp đến cây phi lao có không? Có. Cây phi lao này giá bao nhiêu? Cháu báo 10 triệu ạ. 10 triệu. Vâng. Rồi. Chứ cháu báo 15 triệu ạ. Cây phi lao này họ ship từ trong kia à? Vâng, phi lao ở Bình Định ạ. Ừ, ship từ trong Bình Định ra. Vâng, nhưng mà nó ở cháu nằm luôn. Nó là cây ở từ dưới lò thuôn rồi. Cây này bây giờ báo là 10 triệu. Nếu có khách trả 12 triệu ở ra lò đấy. Cái nhìn trong có nhìn nhiều nó cũng bán. Cây trồng ra đây bồn tán rất là đẹp. Rồi chuyển đi, chuyển cây. Và chúng ta đến cây si mini. Si tay chuột. Cây này bao tiền anh? 900.000. 900. Vâng. Ôi già lắm đấy bác. Được rồi. 900 thì tuyệt vời rồi. Vâng. 900 chơi tốt rồi. Vâng. Để bàn. Rồi. Mai chiếu thủy. Vâng. Trước nó báo về 5 triệu. Hôm nay nó giảm 3 triệu rưỡi. Bây giờ xuống còn 3 triệu rưỡi. Vâng, bác nhìn cái rồi không có một vết sẹo nào ạ. Vâng. Rồi, dịp này anh giảm nhiều đấy nhỉ. Cây này trước báo 5 mà bây giờ còn 3 rưỡi.
Được rồi. Trần đấy là kín mặt trộn. Cây xì này nữa. Cây xì là mày nó quyết tâm chứ phải bắt được đấy. Cây xì này nó là một cái dáng lang thu nhỏ. Được rồi. 3 triệu, à thôi, 2 triệu 8. 2 triệu 8 à? Vâng, trước là giảm cho 3 triệu 2 không bán đâu, hôm nay là 2 triệu 8. Bác ở đây bản thân chắc mua không chỗ là 3 triệu 3 rồi. Thế thôi, lâu quá rồi mà nó là hàng mình sẽ bán để mà đổi hàng mới. Để mà đỡ làm mới bác ạ. Ờ, để tôi chụp cái ảnh cây này tôi làm cái... Tức là bây giờ bán giá là 2 triệu 8 à? Vâng. Rồi, giữ thế nhá. 2 triệu 8 cây si này. Vâng, còn giá không chứ báo 3 triệu dưới rồi. Rồi. Ok. Bác phải nhấn cho cái khí này. Nó đọc lại quá thông số lần trước đó rồi. Vâng, chúng ta đến với một cây khế cũng bệ cũng rất lớn đây. Đây này, với chiều cao là 1m1. Tán ngang là 1m4. Rồi. Cái bệ dài 1m3. Cái bệ này. Rồi, 1m3. Vâng, hoành hơn là 70. Rồi, cho đợi cho các bác xem luôn. Đây ơi. Rồi, 70. 70. Được rồi. Rồi, anh như vết này là vết cắt nhưng mà nó không bị lúa, cứng như đá luôn. Rồi cắt giật nó làm điểm cây bài. Trước cho báo 40 triệu, mới cho báo 30 triệu. Bây giờ xuống còn 30 triệu. Tức là ở trong clip ngày hôm nay thôi. Còn nếu mà không bán được thì từ này cháu lại trừ lại giá. Được rồi. Tất cả cây đang đều bán với giá để mà... Với giá gọi là giá khuyến mãi đấy. Sau một năm cháu kinh doanh thì hôm nay nó cho một năm thì cháu... Cháu báo giá khuyến mãi. Vâng, thế còn đây cây ngọc bút à? Vâng. Cây ngọc bút này giá bao nhiêu anh? Cây ngọc bút này nếu ở trong thành phố Hà Nội mà khoảng 35 cây đổ lại thì cháu bán với giá 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi bao ship à? Bao ship luôn. Cái chỗ rồi của nó là 1 triệu mốt rồi. Chỗ ra lươn. Nhưng chắc không tiện nhổ ra đâu. Tại vì nhổ ra nó nhắc nhắc lắm. Bác ạ. Cây này chậu triệu mốt. Vâng. Mà cái cây này tổng số có 2 triệu rưỡi. Vâng. Vậy là còn cây 1,5 triệu à? Vâng. Chậu này có việc gì không đấy? Không, chậu lành lặn hả? Chậu dày lắm, nặng lắm, cái chậu này nặng như chậu xi măng đấy. Thực ra cái cây này không cần phải đến cái chậu to này đâu. Mua cái chậu khác cho vào, chậu này, cây này đưa ra ngọc bút. Được rồi, ok. Vâng. Tiếp nào. Tiếp ở trong này bác ạ. Vâng, tiếp đến một cây sứ dáng đổ treo này. Ôi, cái hoa sứ này bản thân cháu rất là thích. Thế nhưng thôi được rồi, cháu phải chia sẻ thôi. Cái loại này người ta bảo là 1,3 triệu rồi. Cháu mua cái này là lúc ấy cháu mua 6 triệu, mới cháu bán là 6 triệu. Nhưng 6 mà triệu. Chỉ bán trong khu Hà Nội rồi ạ. Tại vì không ship được. Ship cái này nhiều tiền lắm. Chỉ có chở xe ôm thôi. Đó. Yeah. Bác quay luôn. Cái sứ này bây giờ giá là 6 triệu ạ. 6 triệu ạ. Vâng. Vâng. 16 triệu ạ. Chúng ta đến với cây Linh Sam hạt gạo này. Linh Sam 86 ạ. Vâng rồi, nó ở cháu 1 năm 2 tháng rồi. Thôi cháu bán 2 triệu rưỡi. Những đứa toàn bán 3 triệu rưỡi chẳng bán được. Tức là cây này bây giờ báo giá là 2 triệu rưỡi. Vâng. Cũng như có anh cứ lằng nhằng từ 3 triệu báo ship cho cũng bán đấy. Được, cây đẹp đấy. Tất cả cái giá cây ngày hôm nay nếu mà không bán được thì cho cái tăng giá trở lại. Ờ, được rồi. Tức là cơ hội để cho chúng ta tiếp quản ngày hôm nay với cái giá rất là hữu nghị như vậy. Cây xanh này nhé. Cây xanh dáng trực huyền này. Cây xanh cho báo giá là 8 triệu. 8 triệu cây xanh bám đá. Xanh quê ạ. Rồi. Cây xanh quê đây thì là của trong mùa ông chú cháu. Ông chú cháu chơi là khoảng mười mấy năm chơi. Nhưng mà cái lúc mà cao điểm của cái thời xanh sốt ấy đang giá giả lên đến chẳng 20 triệu á. Nhưng bây giờ thì nó đồ không ai chơi rồi. Ít người chơi. Bây giờ anh báo là 8 triệu ạ. 8 triệu. Được rồi. Tiếp đến cây mai chú thủy này nhá. Vâng.
Thuyền máy có thủy rơi với chiều cao là 60. Khoanh hơn ở vị trí đây 70. Ngắn ngang là 1m1. Trước cho báo là 45 triệu. Hôm nay nó giảm giá gốc là 35 triệu. 35 triệu. Ở dưới đây có một gốc mà chứ gì ra trùng. Vâng, và đây là cây mai tầm nhỏ hơn nữa. Khoanh hơn 28, chiều cao 60, tán ngang 55. Theo báo giá cây này là 3 triệu 2. Cây này là 3 triệu 2 à? Hơn 3 triệu. 3 triệu tròn. Đây là một cây mai chất thủy đun lực ạ. Với chiều cao là có 45 cm thôi. Tán ngang này là 80. Khoanh hơn 60 nhầm ạ. 60 nhầm. Cháu báo giá cười lời gần trước là 26 triệu. Hôm nay nó giảm xuống là còn 21 triệu. Vâng. Cái máy này thì nó như một cái mặn luôn bác ạ. Thì đợi nó lên sẹo rồi. Sẹo nó còn có ạ. Trà Phúc Kiến ạ. Cái trà này à, lúc nãy chưa bê vào nhỉ. Vâng. Cái trà này đẹp quá nhỉ. Một cái tán nấm quá đẹp. Sao nào, cái cốt bệ của nó nè. Đây nó thì là nó ít bệ, nó chảy xuống sồ cho không có đau ở nó yếu cười. Rồi. Khoanh thân ở vị trí đây nó phải 30 bác ạ. Chiều cao của cười thì chắc không nhớ rõ đâu được. Chiều cao thì có 52 thôi. Họ quả thì như nhiều như sang trái luôn. Bác xoay ký quả nhiều lắm. Rồi. Chiều cao 52, tán ngang 80. Trước cho báo 10 triệu, hôm nay cho báo số là 8 triệu. 8 triệu cái trà Phúc Kiến này. Vâng, ở trong Hà Nội báo ship luôn. Rồi, xong. Cây quá rồi. Anh Nguyệt Quế ạ. Vâng, tiếp tục cái cây Nguyệt Quế này. Cây Nguyệt Quế này video trước thì cháu cũng báo là 20 triệu. Hôm nay cháu bảo số còn 15 triệu. Cây là chiều cao là 90 bác ạ. Ăn hàng 1m1. Hoành thò nửa 40, 41 ạ. Rồi. Cây rất là giảm. Bây giờ là giá 15 triệu. 15 triệu. Wow. Ủi bê để nặng để đấy bác ấy cho. Ui dồi. Nặng. Anh ấy cẩn thận cũng đổ xuống để cả lên thước. Được rồi. Tiếp đến cái mai chiếu thủy này. Đây là một cái mai nung vô cùng ạ. Thời mai ra thì tròn bể đó thì đẹp. Hơn thủy thì nung nhiều lắm. Đó là dòng nung vô cùng. Bác sợi cái chỗ nung này. Nó hơi vững tay này xuống kìa. Trước thông báo gần đây là 18 triệu. Hôm nay nó giảm xuống còn 13 triệu. Giảm 5 triệu. Vâng. Tất cả cười này hôm nay nó đều là bán với giá gọi là không bốc cồn. Có khi còn lỗ lên ship. Giá 15 triệu. 13 triệu ạ. 13 triệu. Đó là một cái mai nu qua cồn bác ạ. Thế này thì nó thành phẩm rồi. Cháu yêu cô là vào rời để mà đi đường cho phải cái canh. Chứ rồi. Không phải là rời con rời đâu. Rồi, chuyển tiếp nhé. À đâu. Vâng, trước khi kết thúc cuốn video thứ 5, chúng ta đến với một cây si. Hình ảnh của một cây si bám đá này. Tất cả những cái rễ xuôi theo kẽ đá đưa xuống ăn vào trong lòng đất.
Bác soi những cái cành rằm nó là người ta làm vậy thì mới biết là nó lồ với mức độ mà nó rụt rịt lắm bác. Bác nhìn cái ngón tay cháu tờ mà nó cái đầu rằm rồi bằng ngón tay đấy, cái xương của nó to lắm. Video lần trước nó báo là 35 triệu nhưng mà duy nhất ngày hôm nay là còn 27 triệu. 27 triệu à? Vâng. Để nhau đều nhé. Chắc anh báo cuốn nào thì mình trước tôi chưa quay cây này. Trước bác quay một lần thì bác quyền đấy ạ. Ừ. Đây có chiều cao là 1m05 này. Đã đủ khoảng độ 80 cm bác ạ. Rồi. Ôi cháu chỉ biết đời như vậy là cháu đứng biết rồi, cháu 1m75. À, nó còn cái giá này mà đứng cái so sánh nào được. Mình cứ đo chiều cao rồi thôi cần gì. Rồi. Thế là đã một năm quà cháu làm rất mới được ủng hộ của mọi người. Nên là hôm nay cháu bán thì khách hàng. Vâng, với cái dịp khuyến mãi của anh Duy An là chúng ta vừa cảm nhận được một số những cái báo giá rất là so với những cuốn video trước có những cây giảm rất sâu từ 15 xuống còn 8-9 triệu và có những cây 20 triệu xuống còn 15 triệu. Và đặc biệt có những cây trước kia báo 1,5 triệu bây giờ chỉ 8-900 tùy cây. Đây cũng là một cái dịp mà quan tâm đến khách hàng, tạo điều kiện cho chúng ta có những cái tác phẩm chơi Tết cũng như là trang trí sân vườn đẹp hơn. Đỗ Sinh xin kết thúc 5 cuốn video trong dịp này về với vườn anh Duy An để giới thiệu với các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin cảm ơn các quý vị và các bạn. Chúng tôi xin kết thúc quá trình chia sẻ tại đây.